Em xin chào thầy Nguyễn Xương Hương cùng tất cả các anh chị. Cúc tên đầy đủ Lại Thị Thu Cúc, sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay Cúc cảm nhận buổi học đầu tiên NLP Practitioner trực tuyến của thầy Nguyễn Xương Hương. Thầy có chia sẻ là NLP chính là cẩm nang hướng dẫn sử dụng trí não của người sử dụng nó. Và đến cuối buổi thì em mới nghĩ đây là cẩm nang mà trong suốt quá trình mình đi tìm gần hơn mấy chục năm nay. Và thật sự khi biết NLP của thầy thì tất cả mọi vấn đề, mọi cái suy nghĩ, mọi cái về cái tầm nhìn, về cái lời nói, về tất cả mình đều thay đổi hết. Bởi vì tại vì mình không biết, khi mình biết rồi thì mình cảm thấy trong cuộc sống này nó rất là dễ dàng. Giống như thầy đã nói rồi, ngày hôm nay chúng ta phải bên trong phải có thì bên ngoài nó mới bộc lộ ra được. Giống như trong tất cả mọi vấn đề mình không xử lý được, đó là do mình, bởi do kỹ năng mình thiếu. Và hôm qua Cúc thích nhất là năm cái đám mây tiêu cực đó, để xóa bỏ năm cái đám mây tiêu cực đó. Thì thông qua những kỹ năng, những kỹ thuật của NLP có thể làm được điều đó. Và Cúc đã từng tìm kiếm để loại bỏ những vấn đề đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã tìm thấy được rồi, đã tìm thấy được một minh sư, một ân sư, một người thầy tuyệt vời của chúng ta, đó là Nguyễn Xương Hương. Thông qua NLP nguyên chủng của thầy thì đã giúp Cúc, thứ nhất là Cúc luôn luôn có suy nghĩ tích cực và mạnh mẽ trong mọi vấn đề, giải quyết vấn đề. Thứ hai là trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, khi mình vấn đề xảy ra với mình đều đặt ra ba câu hỏi trưởng thành. Câu hỏi thứ nhất đó là có điều gì tốt cho ta trong chuyện này. Câu hỏi thứ hai, có bài học gì tốt cho ta trong chuyện này. Và câu hỏi thứ ba, lần sau mình làm khác đi như thế nào. Thì khi một cái vấn đề mà xảy ra không như mong muốn của mình đặt ra ba câu hỏi đó thì giúp cho tư duy của chúng ta hướng về một cái điều tốt và suy nghĩ tích cực, và lúc đó kết quả nó sẽ như mong muốn. Và ngày hôm qua thầy đã nhắc nhở một lần nữa là tư duy tích cực mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều, giúp cho ta vượt qua được nỗi sợ hãi, tiếp cho ta thêm động lực, và sức khỏe của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, rồi chúng ta càng hạnh phúc hơn, vân vân, rất là nhiều điều. Chỉ cần thay đổi tư duy thôi theo hướng tích cực thì chúng ta có được rất là nhiều điều. Và rất là nhiều người giống như bản thân Cúc trước đây cũng muốn tìm, cũng muốn là áp dụng, nhưng mà nó không diễn ra liên tục và kiên trì. Bởi vì bên trong của chúng ta nó có quá nhiều điều tiêu cực, nó có quá nhiều cái đám mây tiêu cực. Cho nên là ngày hôm nay đã biết thầy thì tất cả mọi vấn đề đã giải quyết. Và bây giờ sáng hôm nay Cúc có ghi trong cuốn sổ tâm thái của Cúc là ngay từ bây giờ Cúc sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới với những ngôn từ, những kỹ thuật NLP áp dụng vào cuộc sống của Cúc để có kết quả như mình mong muốn và cuộc sống mình hạnh phúc hơn. Hôm qua Cúc học thêm một cái kỹ thuật, đó là đổi khung. Và một kỹ thuật đổi khung này rất là tuyệt vời cả nhà. Tại vì trong mọi vấn đề, trong mọi chuyện xảy ra, quan trọng là mình, do mình chọn lựa. Mình chọn lựa về cái suy nghĩ tích cực. Khi mình chọn lựa suy nghĩ tích cực thì lúc đó nó mang cho mình thêm, tiếp cho mình thêm một cái sức mạnh mà mình áp dụng ba câu hỏi trưởng thành, rồi sau đó ta mang lại kết quả như mình mong muốn và đem lại cho mình nhiều điều hạnh phúc. Đó là cái điều mà Cúc cảm thấy tâm đắc nhất. Và thầy đã nói rồi, ngày hôm nay chúng ta phải bỏ hết tất cả những gì cũ, tất cả những cái gì nó chết đi rồi mình bỏ nó đi thì những cái mới nó mới sinh ra. Và ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta chưa được mong muốn là do kỹ thuật của chúng ta chưa đủ để giải quyết những vấn đề đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết được NLP của thầy, chúng ta hãy tập trung vô học. Và bản thân Cúc hứa là sẽ học cho thật tốt và thực hành để áp dụng có kết quả. Em xin chào.